Hello cả nhà, sáng nay mày cầu rủ đi coi xe nha, chạy lại dealer ở Phật nè coi xe, rồi mời bà con chút xíu nữa đi theo làng coi nha. Mày xe gì đây, có dắt mai lộ đi theo nữa mà quay chuyến xuống để nó ngồi xe vô coi chút xíu ra. Ngồi đẹp trai không bà con? Ngồi đẹp trai không? Má lô lúc lên mà nè, Nó nói mà cái xe hồi đó cái xe nhỏ Mitsubishi của con đó mẹ, nó nó lái một một số thôi, à có một số xe thôi. nó không Ừ, chiếc có Subaru được cái quá này nghe. nè, mới 2 năm nè, xe này là mới 2 năm mới order tới được nè. Vậy mày 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 mua chiếc xe quân Xe đội này nhiều không? hỏi xe lại Mà nhiều cái xe này tới 43 ngàn. dữ vậy. Bạn lái xe này đi cắm trại được. Chiếc này xe giống như xe quân đội vậy nghe bà con. Màu âm mì, màu âm mì. Dễ thương à. Bỏ biết đi. Michael thì khoái mấy chiếc xe nhỏ nhỏ nè. Thử coi. Coi coi đẹp không? Cái này ai kia, xe ai kia, cái này ai kia Giờ đi. có được Chiếc xe này nè, là hãy coi nè, wow, chiếc này đó mình hả? vô đây nói nè, Wow, đi hết luôn á. nó tự động hết trơn vậy đó hả? À, là chiếc này con Cái nói này là nhiêu chiếc đơn nhãn, chiếc là đơn ra mắt là tại số còn chiếc đặc biệt tiền 33 ba 33 ngàn, 33 ngàn, nếu mà đặc biệt hơn. premium one, that's Ồ đẹp quá hả? Chị Michael đang đi coi xe nha bà con. Mà nếu mà mua là order. Cái này nếu mà order quanh gì hả Michael? Bây giờ lấy được luôn á. Gì hả? Có vài cái từ sau tới rồi. Cái đầu ngầu quá vậy mấy cô, ngầu quá ha, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp chứ, look beautiful, Ủa mà con tính nó đợi ra tính. Cái này hình như chiếc này của Trung Quốc này, và còn hơi tối phải không? Cherry. Cherry 230. Mình đi lấy này lái thử được ờ thì coi nó lái như sao. ồ ừ. Chiếc này thì bự quá con ơi, không được. Mày mua làm sao cho mày lái cũng được mà vợ mày lái cũng được nữa. Mà nhằm khi có đi đâu mà thí dụ lỡ uống rượu rồi cho vợ lái cũng được. Xe này mà cái anh ấy nói cái xe này nó mới bán nhiêu, xe này chiếc này nhiêu không biết, nó mới bán cái này đắt 23 24 ngàn. 23 24 ngàn. Nó nhiều cái tự động phải không? Is this a 1.5 liter turbo? 1.5 à? 1.5 liter, 1.5 turbo. Thì nó máy Chạy im quá hả? Mà rộng rãi nữa nha bà con. It does does drive very nice actually. And it's got so many features on it, it's baffling me right now. Leather seats, push button start, electric park brake, auto stop start, AMOLED Android Display, climate control. Nó nổi lên mà nó không phát hiện, nó đang nổi lên ở đây nữa nè. Also Sony's
Yep. Nó mua cái lên qua thì nó cũng chỉ mình luôn phải không? Nó show mình rồi. Nó phát hiện xe ở đâu này nọ. Nó chỉ cho mình. The seat is compact though. Like, bự à, in the sense gặp. That the seat, if you were, if I was any bigger, yeah. Yeah, that's why it's not a very big SUV. Yeah, no. Cái này đang ở trên đường Chicago nha bà con. Cái dealer xe này ở Phật nào phải không Michael? Ở Phật nào giá? Đây. So this one is bought for your mom or your dad? Đây dealer xe đây nha bà con, ở Phật nè. Dealer xe nè ở Phật nè. Nó đổi cái đèn đó luôn. Mood lighting here. Yeah. Oh, and it runs along the strip here. Yeah. Nó chạy theo trong cái lằn. Chạy theo mấy cái lằn này. Có điện. Oh, thank you so much. That was wonderful. I can take this. Yeah. Nè, nó chạy lằn xanh nè, vòng qua tới đây luôn. Wow, đẹp quá hả? Look beautiful. And you can adjust that, or is that one standard color? No, adjustable, different color. Wow. Different. Nó chạy đổi màu nha, different color. Yeah. Wow, chiếc xe này 90,000 nha bà con. Wow, đẹp quá. Hàng chi. Wow. Chiếc này 90,000 đây. Của IKEA. Loại đặc biệt của nó nha. Có sunroof rồi luôn, 90,000. Xuống đường 90,000. Đủ hết. Đẹp quá. Wow. Ở đây mấy cái chú này service good lắm nha. Nói chuyện dễ thương lắm. Mấy chỗ bán xe này đây, rồi bự dễ sợ bà con. Ai cũng mua xe lại Ford nợ nha, lại Ford nợ mua dealer nhiều lắm, mấy cái ở đây nè. Cái bánh đã dễ sợ, bánh này chạy đường trường thoải mái, chạy nhanh không có sợ nguy hiểm. Không biết sao mắc không, xe điện nha bà con, chiếc này là xe điện nha, sạc điện chạy đó, xe điện cho nên nó mới mắc nha, xe điện. Dàn bánh đẹp quá, mấy chiếc này thì dễ. Diêu Hiền thì thích chiếc xe này nha bà con, dầu mình thích chiếc này, ngoài cò thì thích chiếc kia của Trung Quốc, chiếc này thì của Hàn Quốc. Diệu Hiền nó thích chiếc này nè, cũng đẹp chứ, đẹp chứ. Đẹp chứ. Cái này thì nói chung nó trong lần đấy, mình như ta thích Hàn Quốc hơn. Chiếc này cũng đẹp quá chứ. Xe đẹp đẹp không à? Xe này á, đi thân luôn mà xe này nhỏ hơn xe này. Xe này nhỏ hơn à? Cái này nặng hơn chút xíu thì nó chậm hơn cái này. Cái này nhanh hơn nè. Mày thích nhỏ nhỏ mày mua mấy chiếc này được nè mấy cô. Này 26 nha. Vừa rẻ tiền nữa. Đó đúng rồi. Nếu mà mua chiếc này đẹp nữa nè. Mẹ thấy chiếc này được nữa nè, con thích nhỏ nhỏ, sao con mua chiếc này? 4 tháng mới tới. 4 tháng nữa, nếu ai 4 tháng nữa mày mua cũng được vậy. Mẹ thấy đẹp á. Có mai mấy ngàn? 26 rưỡi. Cho 27 đi. Là khỏi cần bỏ gì nữa hả? Nó cái này là gắn hết
xuống. Ừ. Không, mà gia đình đi cũng được. Được. Đẹp, đẹp. Ừ. Rồi, nãy giờ coi xe xong, bây giờ Lan đang đi ra xe nha, đi về. Đó, coi xe xong rồi để về. Đứa thì thích chiếc Trung Quốc, đứa thì thích Hàn Quốc, không biết mua cái chiếc nào đây. Ta Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm. Lan cảm ơn, bye bye cả nhà, bye bye.